bao nhiêu anh chị chúng ta đầu tư bất động sản là từ mình quyết định được, và bao nhiêu anh chị chính cái từ mình quyết định đấy đã dẫn đến sai lầm hoặc không thông qua ý kiến người còn lại. Bao nhiêu anh chị đầu tư bất động sản mà không cần hỏi lại ý kiến người còn lại ạ? Vậy là bao nhiêu anh chị chúng ta đầu tư mà thường là một người vợ hoặc một người chồng là nói là cái lỗ đấy không đẹp, và hai ý kiến trái chiều ạ, dẫn đến có thể cái đầu tư đấy mình bỏ qua và mất đi cơ hội. Nhưng cũng có những trường hợp góp ý vào, và chính cái sự tránh nghe lời vợ hoặc lời chồng đó mới tránh được cái rủi ro trong cái kèo đầu tư đấy ạ. Vậy thì bao nhiêu anh chị nghĩ rằng cái việc chúng ta nên đồng vợ đồng chồng tạt biển đông cũng càn trước khi chúng ta đầu tư, hay chúng ta tự quyết ạ? Vậy anh chị đã đặt trường hợp một đặt trường hợp nào có cái lô đất tất cực kỳ thích mà cuối cùng mình đầu tư vào thế là vợ không cho hoặc là chồng không cho, cuối cùng cái lô đất đấy mình đi bị trật quá cái cơ hội ạ? Nếu mà anh chị có trường hợp như vậy có thể cho đình con số 1 được không ạ? Hay là cho đình là có được không ạ? Để đình chia sẻ cái câu chuyện này rất là hay nha, cái câu chuyện này rất là hay. Nên trao đổi thấy chứ bạn chị bạn chú Thẩm bạn nói rất là chân tình là chúng ta nên trao đổi ạ. Vậy thì có anh chị nó tự quyết trong mà sau nó bị mất mất tiền xong lại quay lại là vợ chồng không đồng lòng về cái việc là đầu tư như vậy, nên nó cũng rất là khó anh chị nhé. Nên qua đây thì chia sẻ cho anh chị có một số, bởi vì do những cái câu hỏi thắc mắc thì lúc đấy đình mới làm cái chương trình ngày hôm nay, còn việc là đầu tư là phải đồng lòng hoặc là có nên đồng lòng hoặc có nên không đồng lòng anh chị ạ. Dạ em từ nguyện chồng em chỉ nghe qua em kể thôi ạ. Ôi thấy là quá tuyệt vời, thấy là bạn hầu ái là một trong những có một người chồng cực kỳ tuyệt vời anh chị ạ, là luôn ủng hộ người vợ để chúng ta đồng lòng. Nhưng có nhiều trường hợp anh chị ạ, không có giỏi nhưng mà người vợ hoặc người chồng đầu tư lại cực can, không làm được đâu, khó lắm, đầu tư như vậy là thất bại, họ làm được chứ mình không làm được. Cái đó có lẽ theo đình cá nhân của đình nói có một người vợ hoặc anh chia sẻ cái chung đơn 7 tí nữa đình sẽ chia sẻ, hoặc một người vợ hoặc một người chồng để chúng ta đầu tư, nhưng trong lúc mình cái kèo đầu tư đấy chúng ta vẫn chưa chắc thắng được. Bởi vì nếu chúng ta thông thường mà đầu tư là chúng ta đã có cái việc là ít nhiều sẽ có một cái sự là cân nhắc trong đó. Mà nếu như người vợ hoặc người chồng luôn đồng viên ủng hộ thì đương nhiên sẽ có những cái lần thất bại. Và qua những cái lần thất bại đấy thì luôn luôn yên tâm và để tìm lại những cái cơ hội khác. Nhưng chưa làm, chưa ra trận mà có nhiều người bị tụt hứng ngay từ đầu. Đấy là bảo là không làm được đâu, anh đừng làm thế hoặc em đừng làm thế. Vậy cuộc công đồng cùng những cái trường hợp kiểu như vậy và đã bỏ qua đi cái cơ hội để chúng ta tăng tài sản. Có anh chị nào ở đấy đã bị trường hợp như vậy có thể liệt kê để đình chí sẽ cái chủ đề này nó cũng khá hay. Mà có nhiều anh chị bán đất vậy là bảo là thích rồi, ngày mai bảo về là vợ em nó không đồng ý. Rồi là có nhiều anh chị bảo là chồng anh em anh nó không đồng ý. Có nhiều cái trường hợp kiểu như vậy đúng không nhỉ? Nó thực ra ở đấy thì đình chia sẻ một điều rằng là nó không có đúng có sai, nhưng mà trong đầu tư thì thật sự là nên đồng vợ đồng chồng. Bởi vì trong đầu tư có lúc thắng lúc thua, có khi bị áp lực và có lúc nó bị xích mích từ những cái việc là có thể người A, người vợ hoặc người B, người chồng đầu tư sai, mà chính vì đấy nó dẫn đến cái việc là ly hôn, đổ vợ, xích mích. Vì vậy đình nghị bản thân mình đã cũng đã từng bỏ qua một số cơ hội hoặc không lắng nghe. Đó là mình bảo là mình người Nghệ An mình phải đầu tư gần nhà, nhưng mà 3 năm sau nó không tăng giá. Đó là một trong những cái điều sự thật nó diễn ra, bởi vì mình đầu tư theo cảm xúc, mình không đầu tư theo lý trí. Và lúc đấy thì cái đối phương người còn lại có khuyên mình cũng không nghe, bởi vì mình đã nghĩ rằng là ở quê thì mình phải đầu tư những khu vực nó lỗ nào đẹp nhất để mình có cái gì. Nhưng mình không trả lời được là đầu tư thì để làm gì, để sinh lời hay để mình có tài khu vực đấy một lỗ đất để cùng với bạn bè nào hay là một người nào đấy là giảm mình để mình giảm mình để mình xin để mình ấy có lỗ đất.
Chồng em nói chuyên môn của ai thì người lại quyết. Cũng được, cái đấy cũng là một cái ý kiến hay nha anh chị. Bởi vì ai giỏi thì người đấy quyết, cũng là một cái ý kiến hay. Nhưng mà thật sự là quá cái thời gian vừa rồi anh chị ạ. Có bạn bảo là Nguyễn Văn Danh, bạn nói là anh tập trung vào đúng chủ đề đi à, em thấy anh nói dài dòng liên miên quá. Cái thứ nhất, nếu mà anh không là nhất được với người vợ người chồng, anh có đi mua anh cũng không mua được. Hoặc anh mua, anh đã từng đi mua lô đất mà anh bị vợ cản rằng là cái lô đấy mua không được, mà ngày mai lại là cái lô đất đấy nó sinh lời vậy ạ. Và ngày một cũng vậy, thực chất tất cả chúng ta kiếm tiền cuối cùng cũng về để cho vợ, cho con, hoặc cho chồng, cho con. Và chính điều đó, đôi lúc bị cái áp lực mình chịu một mình không san sẻ, mình đã bị gánh. Cuối cùng khi mà có vui vẻ, nó tiền nó về thì tốt, nhưng khi thất bại hoặc khi thua lỗ thì cái điều áp lực nhất đấy là mình bị cả hai bên áp lực lại. Áp lực vì cái sự thua lỗ, áp lực vì cái việc trên là vợ hoặc là chồng lại không vui vì cái việc là mình muộn tốt cho gia đình mà cuối cùng nó không đạt được cái điều đó. Đó là một cái chúng ta thật sự nhiều người hỏi đến cái vụ này quá, nên hôm nay Đình mới chia sẻ rằng đó là nếu chúng ta giỏi về cái môn gì thì cuối này chúng ta vẫn cần phải bàn bạc. Nhưng nếu cái sự bàn bạc đấy mà người còn lại luôn luôn nằm ở cái khía cạnh tiêu cực hoặc không có kiến thức về cái đấy, thì mình có thể tham gia với người thứ ba để mình có một cái đường lựa chọn, đường quyết định tốt hơn. Nhưng để tốt nhất thì cùng hai người cùng đồng lòng thì mình đầu tư nó cũng yên tâm hơn. Hai nữa là mình đầu tư thì cái tiền nó sẽ nhận ra dễ dàng hơn, nó đều có năng lượng, nó đều có cái sự hấp thụ về cả hai bên cùng đồng lòng thì nó sẽ tốt hơn. Khi cái tiêu cực mà nó đến thì cái tiền nó cũng không đến. Đó là một cái. Cái thứ hai là đã có nhiều lần chúng ta tính đầu tư một cái gì đó mà đã bị mất đi cái cơ hội vì mình sợ người còn lại không vui hoặc không đồng lòng, nhưng mà chính cơ hội đó nó cũng bị mất đi. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba mà Đình nhìn thấy đó là thường chúng ta đi mua xong quay về mình thích lắm rồi, mà chỉ cần người vợ hay người chồng nói không mua, hoặc mình đáng tính giữa mua giữa không, áp lực còn thiếu tiền một tí, có áp lực trước quyết định một tí, cuối cùng vợ bảo vào là không mua được hay chồng không mua được, thì mà đã bỏ mất đi cái cơ hội. Đó là một trong những cái cách mà đầu tư mà nhiều anh chị nghĩ rằng là bây giờ nói chúng ta mua thì chúng ta cứ mua, nhưng mà khi bán thì làm sao? Thì phải hai người kỹ đấy nhỉ. Đừng nghĩ rằng là bây giờ chúng ta thôi tớ không thích thì ta cứ quyết từ mua, nhưng mà lại khi bán thì sao gì nhỉ? Nếu mà người còn lại không kỹ là cũng không bán được đâu. Nên là phải biết được rằng là cái gì cũng phải có hai người. Nên nếu như chúng ta không bán được thì cái tài sản đấy có khi đúng cái thời điểm bán ra lại không bán và lại để trôi qua đi, thì tốt nhất là phải có thứ đồng nhất, thống nhất từ đầu, hoặc là luôn luôn ủng hộ người còn lại. Thì đó có lẽ là một cái cách để tạo được cái giá trị tài sản tự do tài chính tốt nhất. Giống như thời điểm này, nhiều anh chị thấy những cái lô đất bảo rằng là lô đất đấy nó rẻ đấy, nhưng không quyết định trong năm thì bây giờ nó cũng đã tăng. Vậy thì bảo là vậy thì bao giờ lại bảo là giờ hơi tăng rồi, thôi đừng có mua nữa, để chờ cho nó tăng lên tí nữa, hoặc là chờ cho nó giảm lại. Vậy thì khi nào là nó giảm, khi nào là nó tăng? Khi mà mình quyết định một cách lập tức làm ngay từ hôm nay thì lúc đấy là mình đã thành công. Lúc đấy là mình đã thành công nha anh chị. Còn nếu chúng ta mà vẫn nghĩ rằng cái việc chờ một ngày nào đấy để chúng ta làm, chúng ta mới thành công, có tiền rồi chúng ta mới đầu tư, hoặc người vợ bảo ra để chờ để đủ tiền mới đầu tư, người chồng bảo là bây giờ khó khăn, kinh tế khó khăn cả nên chưa vội đầu tư, tất cả những cái đấy là niềm tin tiêu cực. Niềm tin tiêu cực. Giống như bạn Dương Tuyên, bạn bảo là chuẩn này làm gì cũng phải bàn bạc, đúng.